Sáng mùng 6 tháng 3, quận Đoàn Đống Đa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa tổ chức chương trình trao tặng công trình cây xanh, công trình thanh niên, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Trung Phụng. Đến dự chương trình có đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Thị Minh Xuân, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư quận Đoàn Đống Đa, đồng chí Trần Thị Lan Hương, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng đội quận Đống Đa, đồng chí Trần Khả Nhật, Phó Bí thư quận Đoàn Đống Đa, Phó Chủ tịch Hội đồng đội quận. Cùng đến dự có đồng chí Nguyễn Quý Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Phụng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Phụng, đồng chí Nguyễn Văn Thiệm, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Phụng. Trong khuôn khổ chương trình, quận Đoàn Đống Đa và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa đã trao biển công trình cây xanh, công trình thanh niên và tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Đống Đa, công tác an sinh xã hội của Hội Liên phụ nữ và Đoàn Thanh niên quận luôn được đẩy mạnh và có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu và thiết thực. Qua giả soát và nhận thấy trường tiểu học Trung Phụng thì vừa được ủy ban nhân dân quận Đống Đa quan tâm đầu tư xây mới và trang bị cơ sở vật chất. Sau nhà trường có nguyện vọng được hỗ trợ thêm các hạng mục đưa cây xanh và nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp thân thiện với môi trường, như là trang bị những hạng mục thiết bị để thân thể ao để tạo sân chơi cho các em học sinh. Nắm được cái nhu cầu đó thì quận đoàn Hội Liên phụ nữ quận đã cùng chung tay để vận động các nguồn lực xã hội hóa để đáp ứng nguyện vọng của nhà trường. Cây được trồng quanh khuôn viên của nhà trường góp phần tạo cảnh quan bóng mát và xây dựng ý thức cho các thế hệ học sinh, thế hệ tương lai về giữ gìn môi trường sống xanh. Đây là công trình thiết thực nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, đội viên trong phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần hình thành hệ thống cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan môi trường, xây dựng quận Đống Đa ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, đáng sống. Của các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của ủy ban nhân dân quận Đống Đa, trường đã được đầu tư xây dựng để ngày hôm nay tất cả chúng ta được chứng kiến diện mạo hoàn toàn khác biệt. Đó là công trình trường mới với tòa nhà 6 tầng hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị hiện đại bậc nhất của quận Đống Đa. Chúng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân quận, phòng giáo dục và đào tạo quận, lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể của phường Trung Phụng đã giúp đỡ chúng tôi có được cơ ngơi đàng hoàng to đẹp như ngày hôm nay. Thông qua chương trình, hai tổ chức đoàn thể quận Đống Đa mong muốn các công trình được trao tặng ngày hôm nay sẽ là những món quà nhỏ làm đẹp cho khuôn viên trường, tạo môi trường thân thiện với thiên nhiên. Đồng thời, góp phần khích lệ, động viên thầy và trò nhà trường dạy tốt, học tốt, đóng góp nhiều thành tích vào công tác giáo dục và đào tạo cũng như cũng tác đoàn, hội và phong trào thiếu nhi của quận. Bên cạnh đó, kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn quận sẽ có những việc làm cụ thể và thiết thực nhất trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động bảo vệ cây xanh khu vực đô thị, trường học và tại địa bàn nơi mình sinh sống.